Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 xây cánh diều qua sách bài tập. Chương 1, bài 2, tiết 2. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần sẽ sinh phát ở cuối video này. Trong video hôm nay, các em sang bài tập 14. Tìm số hữu tỉ x biết A. 3 phần 7 cộng x bằng âm 1,5. Để tìm x thì các em sẽ giữ x lại ở vế bên trái. Các em chuyển 3 phần 7 sang vế bên phải. Vế bên phải nó đang có âm 1,5. Bây giờ các em chuyển 3 phần 7 sang vế bên phải. Và các em nhớ quy tắc chuyển vế là phải đổi dấu. Đang âm thì các em phải đổi thành dương. Mà đang dương thì các em phải đổi thành âm. Ở đây 3 phần 7 nó đang có dấu dương. Vậy các em chuyển sang vế bên phải thì các em phải đổi thành dấu âm. Tức là ta trừ đi 3 phần 7. Để thuận tiện, ta thấy 3 nó không chia hết cho 7. Do đó các em phải chuyển âm 1,5 thành phân số. Âm 1,5 thì bằng âm 15 phần 10. Đúng không? Có đúng là âm 15 mà chia cho 10 thì bằng âm 1,5 không? Rồi, trừ đi 3 phần 7. Để thuận tiện hơn thì các em sẽ rút gọn cái phân số này. Bằng cách là chia cả tử và mẫu cho 5. Âm 15 chia 5 bằng âm 3. 10 chia 5 bằng 2. Rồi ta trừ đi 3 phần 7. Bây giờ các em quy đồng lên. Âm 3 phần 2. Các em nhân cả tử và mẫu với 7. Âm 3 nhân 7 bằng âm 21. 2 nhân 7 bằng 14. Trừ đi 3 phần 7. Các em nhân cả tử và mẫu với 2. 3 nhân 2 bằng 6. 7 nhân 2 bằng 14. Được chưa? Rồi đến đây các em lấy tử số trừ đi tử số. Âm 21 trừ 6. Mẫu số giữ nguyên. Âm 21 trừ 6 bằng âm 27. Mẫu là 14. Âm 27 phần 14 là phân số tối giản rồi. Vậy các em kết luận là x bằng âm 27 phần 14. Tiếp theo là các em sang câu B. Câu B thì trước hết là các em phải chuyển hỗn số này thành phân số. Ba một phần năm thì bằng ba nhân năm cộng một. Ba nhân năm bằng 15. 15 cộng một bằng 16. 16 phần năm trừ đi x bằng 1,6. Ta thấy 7 chia 10 bằng 0,7. Vậy các em chuyển 7 phần 10 thành số thập phân. 7 phần 10 bằng 0,7. Rồi để thuận tiện thì các em cũng phải chuyển 16 phần 5 thành số thập phân. Bằng cách là các em lấy 16 chia 5. Hoặc là các em khéo léo. Các em chuyển 16 phần 5 thành phân số thập phân. Bằng cách là các em nhân cả tử và mẫu với 2. Đúng không? 5 nhân 2 bằng 10. Vì vậy 16 phần 5 các em nhân cả tử và mẫu với 2. Thì ta có 16 nhân 2 bằng 32. 5 nhân 2 bằng 10. Trừ đi x. 1,6 cộng 0,7 bằng 2,3. 32 phần 10 bằng 3,2. 3,2 trừ x bằng 2,3. Ở đây muốn tìm x, tức là chúng ta tìm số trừ này. Muốn tìm số trừ thì các em làm thế nào? Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu, tức là bằng 3,2 trừ 2,3 và bằng 0,9. Vậy x bằng 0,9. Câu C.
x nhân với 14 phần 3 bằng 2,5. Ở đây các em hình dung x đóng vai trò như là một thừa số, đúng không? Chúng ta nhớ lại kiến thức của tiểu học này. Muốn tìm thừa số thì các em lấy tích chia cho thừa số kia, đúng không? Ở đây muốn tìm x tức là tìm thừa số. Ta lấy tích, tích ở đây là 2,5. Chia cho thừa số kia tức là chia cho 14 phần 3. Rồi, 2,5 thì bằng 25 phần 10. Chia 14 phần 3 thì các em nhân với 3 phần 14. Các em nhân đảo ngược lên. Bây giờ các em sẽ khéo léo các em rút gọn này. 25 phần 10 các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 5. 25 chia 5 bằng 5. 10 chia 5 bằng 2. Các em nhân với 3 phần 14. Rồi. Các em lấy tử số nhân tử số. 5 nhân 3 bằng 15. Mẫu nhân mẫu. 2 nhân 14 bằng 28. Vậy x bằng 15 phần 28. Tiếp theo là các em sang câu D. Câu D thì trước hết là các em chuyển hỗn số này về phân số đã. Các em lấy 1 nhân 4 cộng 1. 1 nhân 4 cộng 1 bằng 5. 5 phần 4. Được chưa? Rồi. Ở đây tìm x tức là các em tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia, các em nhớ lại kiến thức tiểu học. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương nhân với số chia. Vậy x bằng thương là 5 phần 4 nhân với số chia tức là nhân với âm 3 phần 5. Rồi, chỗ này thì 5 chia cho 5 là bằng 1. Vậy tử số còn lại là âm 3. Mẫu số còn lại là 4. X bằng âm 3 phần 4. X bằng âm 3 phần 4. Các em có thể để dấu âm này như thế này cũng được. Hoặc là các em đưa dấu âm này lên tử số cũng được. Hoặc là các em không thích thì các em lấy 3 chia 4 bằng 0,75. Đúng không? Vậy x bằng âm 0,75. Tiếp theo là các em sang bài tập 15. Tìm số thích hợp cho dấu chấm hỏi trong các hình tháp dưới đây theo quy tắc. Quy tắc 1, quy tắc 2. Rồi trước hết là chúng ta theo quy tắc 1. Rồi theo quy tắc 1 thì chúng ta có mô hình 3 viên gạch, 2 viên gạch xếp liền nhau ở dưới và viên gạch thứ 3 xếp chồng lên. Thì viên gạch thứ 3 nó bằng tổng của hai viên gạch dưới. Được chưa? X này, y này thì viên gạch thứ 3 là x cộng y. A, áp dụng quy tắc 1 ta có tháp. Rồi theo em là tính từ dưới lên hay tính từ trên xuống? À, ta thấy này. Từ trên xuống thì mô hình 3 viên gạch này nó chỉ còn một viên gạch là chúng ta chưa biết thôi, đúng không? Vậy chúng ta tính từ trên xuống. Ở đây muốn tìm viên gạch này thì các em lấy viên gạch tổng này trừ đi viên gạch số hạng này, đúng không? Tức là các em lấy âm 1 phần 3 trừ đi 1 phần 3 thì ta tìm được số ở viên gạch này. Các em lấy tổng này trừ đi 1 trong 2 số hạng thì ta tìm được số hạng còn lại. Được chưa? Tổng là âm 1 phần 3 này, trừ đi số hạng đã biết là trừ đi 1 phần 3 này, thì chúng ta sẽ tìm được số ở viên gạch này. Âm 1 phần 3 trừ âm 1 phần 3 thì bằng âm 2 phần 3. Được chưa? Rồi, âm 2 phần 3. Tương tự, muốn tìm số ở viên gạch này thì các em lấy tổng là 1 phần 3. Tổng này, 1 phần 3 này. Các em trừ đi âm 1 phần 3. Được chưa? Các em lấy tổng là 1 phần 3 này, trừ đi. Các em nhớ là trừ đi âm 1 phần 3 nha. Trừ đi âm 1 phần 3. Bằng 1 phần 3.
trừ của trừ thành thành cộng cộng 1 phần 3. Được chưa? 1 phần 3 cộng 1 phần 3 bằng 2 phần 3. Chỗ này là 2 phần 3 này. Tiếp theo là các em tìm số ở viên gạch này. Các em lấy tổng là âm 2 phần 3. Trừ đi số hạng đã biết là trừ đi 2 phần 3. Âm 2 phần 3 trừ âm 2 phần 3 bằng âm 4 phần 3. Rồi, chỗ này là âm 4 phần 3. Tiếp theo là các em tìm số ở đây. Các em lấy tổng là âm 1 phần 3 trừ đi số hạng, tức là trừ đi 1 phần 3. Âm 1 phần 3 trừ âm 1 phần 3 bằng âm 2 phần 3. Âm 2 phần 3. Tiếp tục các em tìm số ở viên gạch này. Các em lấy tổng là 2 phần 3. Tổng là 2 phần 3 trừ đi âm 2 phần 3. Trừ này, mở ngoặc này, âm 2 phần 3 bằng 2 phần 3 trừ của trừ thành thành cộng cộng 2 phần 3. 2 phần 3 cộng 2 phần 3 bằng 4 phần 3. Tiếp theo là các em tìm số ở viên gạch này. Các em lấy tổng là âm 4 phần 3 trừ đi số hạng là trừ đi 4 phần 3. Âm 4 trừ âm 4 bằng âm 8. Âm 8 phần 3. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Tiếp theo là các em sang câu B. Áp dụng quy tắc 2 để các em tìm số chưa biết ở trong tháp này. Quy tắc 2, ta có mô hình 3 viên gạch. Viên gạch ở trên nó bằng tích hai viên gạch ở dưới. Được chưa? Rồi. Rồi, quan sát hình theo em thì chúng ta tìm từ trên xuống hay tìm từ dưới lên? Nếu tìm từ trên xuống thì mô hình 3 viên gạch thứ nhất này chúng ta mới chỉ biết một số thôi, còn hai số chúng ta chưa biết. Vậy chúng ta không thể tìm được. Ít nhất là các em phải biết được hai số. Vậy chúng ta phải tìm từ dưới lên. Ở đây chúng ta biết được hai số này là âm 1 phần 4 và âm 1 phần 2 thì các em dễ dàng tìm được số ở viên gạch này. Rồi, tìm số ở viên gạch này tức là các em tìm tìm thừa số khi biết tích và thừa số kia. Được chưa? Muốn tìm thừa số của một tích, ta lấy tích là âm 1 phần 4. Ta lấy tích này, chia cho thừa số đã biết. Ở đây các em lấy tích là âm 1 phần 4. Chia cho thừa số kia tức là chia cho âm 1 phần 2. Âm chia âm thì bằng dương rồi. Dương 1 phần 4 chia cho dương 1 phần 2 thì bằng 1 phần 4 nhân với 2 phần 1. Một phần tư nhân 2 phần 1 thì bằng 2 phần 4. 2 phần 4 các em rút gọn ta được phân số 1 phần 2. Được chưa? 1 phần 2. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm số ở ô này. Tìm số của viên gạch trên thì chúng ta lấy số của hai viên gạch dưới các em nhân với nhau. Đúng không? Các em lấy x nhân với y. Ở đây các em lấy 1 phần 2 nhân với âm 1 phần 3. Bằng âm 1 phần 6, đúng không? Âm này, 1 nhân 1 bằng 1 này, 2 nhân 3 bằng 6 này, âm 1 phần 6. Tiếp theo là các em tìm số của viên gạch này. Tìm số của viên gạch trên thì các em lấy số của hai viên gạch dưới các em nhân với nhau. Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân thừa số. Âm 1 phần 4 nhân âm 1 phần 6. Cùng dấu thì tích dương đúng không?
1 nhân 1 bằng 1, 4 nhân 6 bằng 24, 1 phần 24. Tiếp theo là các em tìm số ở viên gạch này. Tức là các em tìm thừa số này. Muốn tìm thừa số ta lấy tích là âm 1 phần 6. Chia cho thừa số kia, tức là chia cho 1 phần 24. Bằng âm 1 phần 6. Nhân với 24 phần 1. Khắc dấu thì tích âm. 24 chia 6 bằng 4, kết quả bằng âm 4. Tiếp tục các em tìm số của viên gạch này. Các em lấy tích là âm 4. Chia cho thừa số kia, tức là chia cho âm 1 phần 4. Bằng âm 4. Nhân với âm 4 phần 1. Cùng dấu thì tích dương. 4 nhân 4 bằng 16. Được chưa? Tiếp theo là các em tìm số này. Các em lấy tích là 16. Chia cho thừa số kia, tức là chia cho âm 1 phần 2. Bằng 16. Nhân với âm 2 phần 1. Bằng âm 32. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc các em học tốt.